Tối ngày 28 tháng 12 năm 2018, tại Sân Văn hóa Thể thao Bản Nam Pốc, Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ quần chúng chào mừng lễ phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, lễ hội Trá Mùn lần thứ nhất và khánh thành trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng năm 2018. Dự buổi lễ có đồng chí Lữ Đức Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong đảng bộ và đông đảo bà con nhân dân, diễn viên của 11 đội văn nghệ đến từ 11 thôn bản và các trường học trong xã đến tham dự đêm giao lưu. Để chuẩn bị lễ phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, lễ hội Trá Mùn lần thứ nhất và khánh thành trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng, xã đã lên kế hoạch để tổ chức đêm giao lưu văn nghệ quần chúng nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trước những kết quả mà đảng bộ và nhân dân xã Yên Thắng đã đạt được với 22 tiết mục múa, hát, tấu khèn bè đặc sắc mang đậm nét văn hóa dân tộc, có những nội dung ca ngợi về quê hương, đất nước, con người Yên Thắng và đặc biệt là ca ngợi phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đêm giao lưu văn nghệ quần chúng của xã Yên Thắng đã được đông đảo quần chúng nhân dân cổ vũ nhiệt tình, tạo không khí sôi động chuẩn bị cho lễ phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, lễ hội Trá Mùn lần thứ nhất và khánh thành trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng.